À, Tài Bùi xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái tài khoản B-Network và hướng dẫn cho các bạn tất tần tật về một cái tài khoản có thể sử dụng sau Mainnet. Có nghĩa là sau khi các bạn tạo tài khoản B thì các bạn sẽ làm những cái bước cơ bản sau đây để tài khoản B các bạn có thể sử dụng số B sau Mainnet. Các bạn nhớ làm ơn hãy hẹn báo thức sau 24 giờ click reset một lần, và sau kể từ khi Mainnet ra đi, có nghĩa là kể từ khi cuối năm 2021 năm nay, thì hệ thống blockchain B sẽ được Mainnet và chúng ta sẽ được sử dụng số B. Nhưng mà hy vọng là các bạn target cái số B đủ lớn để các bạn tạo cho bản thân mình, cho gia đình mình một khối tài sản chứ không phải là một số tiền. Một số tiền các bạn sẽ tiêu hết nó trong ngày 1, ngày 2 hoặc năm 1, năm 2, năm 3. Chứ mà một khối tài sản thì các bạn sẽ tiêu hết nó trong một đời người hoặc là hai đời người, hoặc là ví dụ như các bạn mà định hướng tốt cho số tiền của mình, hoạch định tốt cho số tiền của mình đó, thì chúng ta có thể tiêu hết nó trong ba đời. Đây là điều mình nhắn gửi các bạn trước khi tạo tài khoản. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một tài khoản và những bước cơ bản để tài khoản của bạn có thể sử dụng sau Mainnet ha. Mình sẽ nói tổng quan trước. Tổng cộng là chúng ta có 7 bước ha. Bước thứ nhất là tạo tài khoản, ưu tiên bằng số điện thoại. Bước thứ hai là thay đổi họ tên theo giấy tờ tùy thân của chúng ta và điền địa chỉ mail vào. Bước thứ ba là tạo nút transfer. Bước thứ tư là xác minh số điện thoại. Bước thứ năm là tạo ví. Bước thứ sáu là cài vòng tròn bảo mật sau 3 phiên đào. Bước thứ bảy là KYC diễn ra vào tháng 10, tháng 11 năm 2021 tới đây. Và sau đây chúng ta đi thực tế vào trực tiếp ha. Việc đầu tiên chúng ta sẽ tạo tài khoản bằng số điện thoại, đó là việc thứ nhất. Nếu mà các bạn Android thì các bạn vào CH Play. Nếu các bạn xài iOS thì các bạn vào App Store. Mình là iOS thì mình sẽ vào App Store ha. App Store. Các bạn gõ tìm thanh tìm kiếm này. Các bạn nhập vô là B Network. Đấy, các bạn gõ vào B Network thì nó sẽ ra cái đầu tiên này, các bạn gõ vào chữ đầu tiên đây. Nó sẽ ra cái màu tím tím này, thứ hai này, hình biểu tượng B màu với thứ hai các bạn ơi, B Network mạng xã hội này. Đấy, các bạn thay vì các bạn tải về, còn mình tải mình đã tải về một lần rồi thì mình nó sẽ tải về như thế này thôi. Còn bình thường các bạn sẽ cài đặt ha, tải về đây. Các bạn nên nhớ nha. Hãy thật trân quý số bi mình có ha. Đấy là điều Tài Bùi nhắn gửi tới tất cả mọi người. Sau khi tải về rồi chúng ta mở nó ra. Ở đây chúng ta có ba giao diện để chúng ta có thể đăng nhập. Một á, là đăng nhập bằng Facebook, hai là đăng nhập bằng số điện thoại, ba là đăng nhập bằng ID của Apple. Mình khuyên mọi người là đăng nhập bằng số điện thoại, đó là cách chúng ta bảo mật cái tài khoản B của chúng ta và chúng ta giữ tài khoản B của chúng ta một cách an toàn nhất có thể. Trong cách này mình ưu tiên chúng ta cài đặt bằng số điện thoại ha. Còn hai bước kia mình không ưu tiên các bạn, mình không khuyến khích các bạn là cài hai bước kia. Mình khuyến khích các bạn là cài bằng số điện thoại ha. Đây là Continue with phone number này, click vào đây ha. Dòng ở trên Unity Static này, Country này, chúng ta nhập vào, chúng ta click vào và chúng ta kéo lên ô Việt Nam một chút xíu, kéo lên một tí xíu thôi, năm bốn năm dòng thôi đây các bạn ha. Kéo năm bốn năm dòng thôi là có Việt Nam này, chúng ta đôn. Ở dưới đây chúng ta nhập số điện thoại, bỏ số 0 đầu tiên. Ví dụ như số điện thoại của mình là 033 498 9143 thì chúng ta bỏ số 0 đầu tiên. Bởi vì chúng ta đã có mã cộng 84 rồi, chúng ta không cần nhập số 0 ha. 33 này. 498 này. 9143 này. Chúng ta nhấn nút go ha, nhấn go. Nhấn hai cái go cho nó qua màn hình chính tiếp theo. Đây là mật khẩu ha. Các bạn nên nhớ mật khẩu này này, cài đặt mật khẩu của bạn này phải có 8 ký tự trở lên với ít nhất là một chữ số, một hoa và một chữ thừa. Các bạn nhớ nha, trong đây là có ít nhất một, trong 8 ký tự trở lên này thì có ít nhất trong đó là một số, một hoa và một thừa. Các bạn nên nhớ ha. Và từ 8 ký tự trở lên. Sau khi chúng ta
nhập hai cái mật khẩu giống nhau rồi chúng ta chọn gửi đi các bạn ha. Đây là cài đặt tài khoản của bạn này. Bạn cần sử dụng tên thật của mình để có thể nhận số bi. Tên của bạn, ví dụ như mình dùng cái số cái này là dùng cho tên của ông già mình đi ha. Tên đây là Đính này. Họ là Bùi Văn này. Rồi, đây là mình ghi là nhập là Lý Sơn. Quê tôi 2021, ví dụ vậy đây ha, Lý Sơn quê tôi hay là Lý Sơn đi. À, đây là cái chọn tên người dùng, có nghĩa là các bạn mình ghi chú thêm cho các bạn này. Tên người dùng đây là các bạn đặt cái tên biệt danh của các bạn cũng được hay đặt bất cứ cái gì cũng được, nhưng mà đặt cái tên thì kèm cái số vô nữa để nó không có trùng với tên mình với tên người khác. Không có trùng với tên người dùng của mình với tên người dùng của người khác, để đảm bảo rằng là mình lạo một lần thôi là sẽ qua bước này luôn. Còn ví dụ như các bạn là tên là ví dụ như tên là Huy Hùng đi, các bạn chỉ đặt Huy Hùng thôi thì nó rất dễ bị trùng. Mà ví dụ như các bạn Huy Hùng ngày tháng năm sinh của bạn vào nữa thì nó sẽ không bị trùng, bước này là ok. Đây là cái bước mà sau này ví dụ như các bạn có cài tài khoản Bi cho người trong gia đình thì các bạn nhập cái code này vô cho người trong gia đình thì những người trong gia đình sẽ trở thành cái rep của tuyến dưới của mình, là cái số Bi khai thác theo thời gian của chúng ta nó sẽ nhiều hơn thay vì chúng ta khai thác một mình. Ừ. Ví dụ như đây là mình đặt là Lý Sơn quê tôi đi ha, Lý Sơn quê tôi 2021 đấy. Lý Sơn quê tôi là đã khó trùng rồi, nhưng mà mình đặt chắc là hai Lý Sơn quê tôi 2021 là chắc chắn sẽ không trùng. Sau đó thì chúng ta gửi đi ha. Đấy, chỉ cần đặt như thế thôi thì nó đã qua bước khác rồi. Đấy, thành công rồi đấy các bạn. Tạo tài khoản thành công rồi. Đây là mã mời. Đây là cái bước mà ví dụ như các bạn đi tuyển rep thì các bạn nhập mã mời của các bạn vào đây ha. Các bạn nhớ này, đây là cái bước quan trọng này, các bạn phải nhập đúng cái mã mời của các bạn vào đây cho rep của mình. Nhớ là phải nhập đúng nha, nhập xong xuôi rồi là kiểm tra lại một lần nữa nó có đã chính xác chưa. Ký tự in hoa, ký tự thường của cái mã mời của chúng ta sao thì chúng ta phải nhập y vậy để đảm bảo rằng là người đó sẽ trở thành rep của chúng ta các bạn nha. Bước này thật là kỹ càng ha. Đấy là các bạn nhập của các bạn vào, còn đây mình tạo cho ông già của mình thì mình nhập là Phú Gia 799. Sau khi nhập đúng, kiểm tra đúng rồi các bạn gửi đi ha. Rồi. Chào mừng đến với Bi, một loại tiền mã hóa mà bạn có thể khai thác được, có nghĩa là đào được với ứng dụng này. Ở dưới là Bi là một loại tiền mã hóa được sử dụng và vận hành bởi những người hàng ngày, các thành viên khai thác hoặc kiếm được Bi bằng cách hành động đơn giản hàng ngày trong ứng dụng này để giúp bảo đảm về tiền tệ. Chúng ta chọn bắt đầu. Rồi chúng ta click reset các bạn ha. Đây nè, nhấn vào đây để khai thác này. Khai thác Bi bằng cách chứng minh sự hiện diện của bạn hàng ngày. Các bạn ha, nhớ ha. Khai thác Bi bằng cách chứng minh sự hiện diện của bạn hàng ngày. Nhấn vào reset xác nhận quyền khai thác bằng cách chứng minh bạn là một con người thật. Thao tác nhấn reset hàng ngày của bạn đảm bảo rằng Bi sẽ nằm trong tay người thật chứ không phải là người máy. Đấy, chúng ta click vào reset màu trắng đây. Ứng dụng không yêu cầu ứng dụng theo dấu bạn thì các bạn có thể cho phép hoặc các bạn không cho phép ha. Mình thì mình không cho phép nè. Sau đó là keep on earning này, mình chọn yes. Bi muốn gửi thông báo cho bạn mình cho phép. Tuyệt vời, bạn đang khai thác được Bi với tốc độ là 0.12 Bi trên giờ. Hãy quay lại sau 24 giờ để tiếp tục khai thác. Nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu xem hướng dẫn tổng quan về ứng dụng Bi Network trên điện thoại. Thì bây giờ nó là 11 giờ 13, mình sẽ hẹn báo thức 11 giờ 13 hàng ngày để vào bấm reset cho nó khỏi quên các bạn ơi. Đây. Báo thức sửa 11 giờ 13. Các bạn cài đặt Bi giờ nào thì các bạn cứ bấm đấm cứ bạn hẹn báo thức đúng giờ đó là ok nha. Rồi chúng ta quay lại tài khoản Bi, chúng ta chọn xem tổng quan. Số dư của bạn, đây là số dư Bi của bạn, đây là tổng số Bi bạn đã khai thác được cho đến nay. Đấy là cái hình trên cùng này, cái hình mà 1.0023 đấy là cái số Bi mà chúng ta sẽ khai thác được, và nó sẽ thay đổi theo từng giây luôn các bạn ha, từng giây từng phút luôn. Chúng ta chọn tiếp theo. Trò chuyện cộng đồng Bi.
Kênh trò chuyện toàn cầu dành cho tất cả Pioneer để giao tiếp, thảo luận và cùng nhau xây dựng cộng đồng Bi. Đây là nơi nhóm cốt lõi của Bi gọi là Bay Co Team đưa ra thông báo. Đây cái phòng chat, đây cái chữ mà hình hình tin nhắn ở phía góc phải trên cùng của các bạn, tin màn hình đây hả? Chọn tiếp theo. Kênh trò chuyện Bi trên màn hình chính này. Màn hình chính này sẽ có nội dung đa phương tiện khác nhau giúp cho nhóm nòng cốt của Bi, Bay Co Team đăng, ví dụ video, hình ảnh và câu hỏi. Chúng ta chọn tiếp theo. Phân tích số Bi khai thác của bạn. Tính toán chi tiết về cách bạn khai thác được Bi của mình thông qua các vai trò khác nhau trong Bi Network. Đây là cái hình tia sáng màu xanh này, các bạn click vào đó thì nó sẽ ra một cái cách tính toán. Tiếp theo, vai trò của bạn trong Bi Network. Vai trò hiện tại của bạn là Pioneer. Pioneer có nghĩa là người tiên phong, là người giới thiệu. Có những vai trò khác trong Bi Network, trong đó mọi người đóng góp vào mạng để kiếm Bi. Một người đồng thời có thể có nhiều vai trò. Xem các vai trò. Đấy. Đấy là sau 3 phiên đầu thì ở ở cái dòng cộng tác viên này, bây giờ cái hình đang bị khóa này. Sau 3 phiên đầu thì cái hình bị khóa này sẽ mở ra. Sau 72 giờ khai thác hình bị khóa này sẽ mở ra. Thì sau khi mở cái này ra thì chúng ta sẽ tạo được gọi là cái vòng tròn bảo mật. Chúng ta tạo được cái vòng tròn bảo mật là chúng ta đáp ứng được cái điều kiện, một trong những điều kiện Bi có thể sử dụng sau mainnet. Và mình khuyến cáo mọi người là tạo cái vòng tròn bảo mật này là 5 người. Nếu các bạn đào solo thì các bạn hãy dùng những số điện thoại của những người mà tin tưởng của cộng đồng Bi á, chúng ta xin, chúng ta lưu trữ và liên lạc với người ta để chúng ta đưa người ta vào vòng tròn bảo mật, để lỡ không may tài khoản của chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta sẽ gọi điện nhờ người ta giúp lấy lại cái tài khoản của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ lùi lại để chúng ta thao tác những bước tiếp theo ha. Lùi lại. Tuyệt vời, bạn đang khai thác được số Bi với tốc độ là 0.12 Bi trên 1 giờ. Nhấn vào tia sét một lần nữa để xem phân tích về tỷ lệ thu nhập của bạn. Chọn bỏ qua. Đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn sơ trước khi mà tạo cái bước thứ hai ha. Các bạn sẽ nhấn vào tia sét này. Nó sẽ ra người tiên phong 0.1 Bi 1 giờ. Có nghĩa là mỗi một ngày các bạn có 2,4 Bi thực để mà sử dụng sau mainnet. Dù các bạn có tuyển được nhiều người, đưa vào nhiều người vào nhóm thì cái số Bi thực của các bạn chỉ được khoảng 2,4 trên một khoảng chính xác là 2,4 trên một một ngày thôi ha. Thì từ giờ tới mainnet bao nhiêu ngày thì các bạn nhân lên các bạn có tổng bao nhiêu Bi. Và cái thời gian cái dòng thứ hai đây hiện đang khai thác có nghĩa là còn 23 tiếng 55 phút 55 giây thì chúng ta sẽ click reset một lần nữa. Đây là cách chúng ta khi vào kiểm tra đến thời khoảng thời gian còn bao lâu để chúng ta click reset tiếp theo. Thì sau đây mình lùi lại, mình sẽ chỉ cho mọi người cái bước bước đầu tiên là chúng ta tạo tài khoản bằng số điện thoại xong ha. Bước thứ hai là chúng ta thay đổi họ tên theo chứng minh nhân dân, và mình sẽ chỉ mọi người đây. Chúng ta vào ba gạch trên cùng, hoặc là chúng ta vào cái giao diện chính này, nó bảo nó có chữ sim lại tên ở góc phải phía dưới cùng đây. Chúng ta click vào sim lại tên, chúng ta chọn vào sửa chữa ở trên đây này. Tên của bạn trong tiếng Anh, nhập tên của bạn bằng bảng chữ cái Latin khi xuất hiện trên hộ chiếu của bạn hoặc là trên giấy tờ tùy thân của bạn. Tên ở đây là tên trong tiếng Anh chứ bạn đã nhập là không giấu giùm mình ha. Đây là mình là ông già của mình là đến là nhạc là Bùi Văn này. Rồi. Và các bạn nhớ này, đây này. Cái dòng ở phía trên cái chữ lưu nó có là nhập tên của bạn bằng cách phát âm theo ngôn ngữ bản địa. Các bạn click nhấn vào đây nha, click nhấn vào đây này, nó sẽ ra tên của bạn trong tiếng Việt là nó như nó xuất hiện trong các tài liệu chính thức của bạn. Nhập tên động tên trong tiếng Việt là các bạn nhập tên có dấu giùm mình ha. Rồi sau đó là chúng ta chọn lưu ha. Đây là tên thông thường, đây là tên thường gọi. Tên này nó sẽ hiển thị lên cái tài khoản Bi của chúng ta, có là cái chúng ta muốn đặt tên theo họ tên của chúng ta luôn cũng được, hoặc là chúng ta đặt theo biệt danh gì cũng được ha, các bạn ơi. Mình thì mình đây đặt theo tên của ông già của mình luôn. Đây, mình đặt tên này luôn cho nó hiển thị, cho nó chính xác, ở một công phải lang thang suy nghĩ. Sau đó là chúng ta chọn lưu. Chúng ta xem lại một lần ha, xem lại một lần nữa cho nó chính xác chưa rồi chúng ta gửi đi ha. Đánh giá cuối cùng là tên của bạn trong tiếng Anh là Đính Bùi Văn này, tên của bạn trong tiếng Việt là Đính này, họ của bạn là Bùi Văn này, tên thường gọi là Đính Bùi Văn này, ok này. Chúng ta sẽ sau khi chúng ta kiểm tra ok hết rồi chúng ta chọn gửi đi. Tên của bạn đã cập nhật thành công, bước này đã ok rồi các bạn. Chúng ta sẽ làm tiếp theo đó là chọn tiếp tục, và bước này cũng quan trọng, chúng ta điền mail của chúng ta vào.
Và sau khi điền mail của chúng ta rồi và vào rồi, làm ơn tìm cách bảo mật Gmail hay lớp giùm mình hay cho nó an toàn tài khoản của mình ha. Ví dụ như đây là mình Bùi An Nhiên 719 a@gmail.com. Bùi An Nhiên 719 a@gmail.com. Sau khi nhập địa chỉ mail trên và dưới trùng nhau, giống nhau rồi, chúng ta chọn gửi đi các bạn ha. Email của bạn đã cập nhật thành công. Đây là có nghĩa là chúng ta đã cập nhật thành công rồi, là xong rồi các bạn ha. Cái bước thứ hai, bước thứ nhất tạo tài khoản Bi bằng số điện thoại đã xong. Bước thứ hai, thay đổi họ tên theo giấy tờ tùy thân và điền địa chỉ mail sau. Chúng ta đóng lại. Nó sẽ qua giao diện chính, trở về giao diện chính. Bước thứ ba mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách tạo nút transfer. Các bạn vào ba gạch trên cùng bên trái này. Các bạn vào tiện ích Bi, vào phe và EQ. Chọn Allow các bạn ha. À, chúng ta click vào nút Bridge here đi, Bridge here, click vào. Ở trên đây là What is your birth year? Có nghĩa là năm sinh của bạn. Ví dụ ông già mình là 1964 đi. À, ở dưới là What is your sex? Female là nữ, male là nam. Order là khác khác các bạn ha. Ông già mình là nam thì mình chọn là male. Các bạn nhớ là nữ là female nghe. Cái dòng thứ ba nó hỏi là Do you wear I này, really, regularly là nó hỏi là các bạn có thường xuyên đeo mắt kính hay không. Có sao thì các bạn cứ nói vậy thôi. Ví dụ như ông già mình thì thỉnh thoảng cũng có thường xuyên thì mình chọn là Yes này. Rồi cái đoạn giữa này bỏ ha. Cái đoạn là What are your symptoms này, các bạn bỏ, không cần tính nó vào. Rồi cái đoạn If your thắc đây, COVID đây, các bạn cũng bỏ luôn, là bỏ hai đoạn này. Rồi tới cái đoạn là Have a been vaccine, là nó hỏi là bạn đã tiêm vaccine chưa. Thì nếu mà bạn có thì có, mà chưa thì chọn chưa thôi. Ví dụ như mình ông già mình chưa tiêm vaccine là chọn No này. Rồi nó hỏi này, vì đây là bạn có, đại loại là bạn có đồng ý với hệ thống như đây. Cái này mình chưa dịch nữa cho nên, nhưng mà cái bước này bạn chọn No đi là nó sẽ ok. Có nghĩa là trong bước này bạn chọn này, một là năm sinh này, hai là giới tính này, ba là chọn là hỏi thường xuyên đeo kính hay không này, bốn là cái dòng này là bạn có bạn tiêm vaccine chưa là chọn No Yes này. Rồi cái dưới cùng là chọn No, nhấn Submit, chờ một tí nó hiện ra ok là sao các bạn ha. Ok là sao này, chúng ta cho phép dùng một lần, chúng ta lùi lại. Ok rồi, chúng ta lùi lại các bạn ha, lùi lại màn hình chính, lùi lại màn hình chính. Sau khi lùi lại màn hình chính, chúng ta vào ba gạch, chúng ta sẽ có nút chuyển nhận Bi mà lúc nãy là lúc này chưa có nè. Chúng ta click vào nút chuyển nhận Bi, chúng ta vào chọn cái nick ở dưới này, trên chữ continue này, phía trên chữ continue là có I have read and agree đó, là tôi đồng ý với những điều khoản đây. Click vào tôi đồng ý và chọn continue. Đấy là ngày này, chúng ta ngày giờ là chúng ta sẽ có lưu trữ ngày giờ đây, chúng ta biết ngày nào chúng ta tham gia Bi. Sau đó lưu lại màn hình chính. Bước thứ ba chúng ta đã làm xong là bước tạo nút transfer. Bước thứ tư bây giờ mình chỉ cho mọi người là cách xác minh số điện thoại. Và nhớ là xác minh số điện thoại thành công thì làm ơn không được xác minh Facebook. Còn xác minh số điện thoại không thành công, các bạn hãy xác minh Facebook và bảo mật Facebook hai lớp các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ tới bước sẽ xác minh số điện thoại. Các bạn vào ba gạch trên cùng, vào chữ hồ sơ. Đây, trong cái giao diện này mình chỉ các bạn những cái nút các bạn không được thao tác này. Ví dụ như xác minh số điện thoại thành công rồi thì cái dòng xác minh Facebook các bạn bỏ qua, các bạn không quan tâm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nút xóa tài khoản, là các bạn không đụng vào. Với các bạn đụng vào, các bạn nhập user của bạn vào xóa tài khoản thì tài khoản của bạn sẽ bị khóa khỏi hệ thống vĩnh viễn. Cái nút thứ ba là đăng xuất, là cái nút này là tuyệt đối cũng không đụng. Bởi vì sao? Nếu mà cái thời gian khai thác mà các bạn trong phiên đào này mà các bạn bạn được bao nhiêu bi đi, mà chưa hết phiên đào mà các bạn click vào nút đăng xuất thì tổng cái số bi của phiên đào ngày hôm đó các bạn sẽ mất. Các bạn phải click reset lại từ đầu, chứ không phải các bạn mất hoàn toàn số bi. Các bạn nếu mà đăng xuất thì các bạn chỉ mất cái số bi mà đã đào được thôi, đã khai thác được thôi. Các bạn nhớ em, đó là nguyên nhân mình sao vì sao mà mình khuyến khích mọi người là có ba cái nút mà mình không đụng này. Một là xác minh Facebook không đụng, hai là xóa tài khoản không đụng, ba là đăng xuất không đụng. À, đó là hy vọng các bạn hạn chế tương tác với nó, hạn chế đụng vô những cái nút đó. Và bây giờ là mình hướng dẫn các bạn là xác minh số điện thoại. À, đây là cái dòng số điện thoại, click vào xác minh.
Các bạn có thể chọn như thế này, các bạn có thể là để USA cũng được, hoặc là các bạn có thể chọn Belgium, Australia, Israel, Poland, là United Kingdom. Mình thì mình hay chọn Belgium hoặc là Australia, thì đó là hai cái mà mình thao tác và mình thấy nó dễ dàng nhất. Hai cái hệ thống này là lúc mà mỗi lần mà mình xác minh số điện thoại là mình thấy nó nhanh ra kết quả ok nhất. Thì sau khi bạn chọn đó rồi, bạn chọn cái tổng đài rồi, thì bạn sẽ chọn bắt đầu này. Có hai cách, một là bạn chọn bắt đầu, hai là bạn chọn menu interaction. Bắt đầu có nghĩa là bạn thao tác bằng tự động luôn, nó sẽ chuyển tiếp từ tin nhắn này qua từ cái ứng dụng Mi qua tin nhắn của mình. Còn chúng ta chọn menu interaction thì chúng ta phải thao tác nó bằng cách thủ công, chúng ta phải copy cái số tổng đài. Ví dụ như mình thử cho bạn đây, vô đây này thì chúng ta phải copy cái số tổng đài đây nha, chúng ta phải copy cả dấu cộng luôn nha. Chúng ta copy cái tổng đài đây, chúng ta sẽ copy số tổng đài đây, và chúng ta nhớ cái test of the SMS này là cái mã của mình này là 7718 này. Chúng ta phải để cái này nhập, chúng ta nhập cái điện số điện thoại người nhận là cộng 3246 đây, vân vân đây, vô cái số điện thoại người nhận. Rồi chúng ta ở dưới cái phần mà soạn tin nhắn, chúng ta nhập 7718 ha. Đây là dành cho những cái điện thoại nào mà không hỗ trợ bằng cái bước mà tạo trực tiếp kia. Rồi chúng ta chọn I have sent the test. Đây là cái bước mà dành cho những người mà điện thoại của mọi người là không có hỗ trợ. Còn ví dụ như điện thoại mọi người mà có hỗ trợ thì làm trực tiếp luôn các bạn ha. Các bạn chọn Belgium này, chọn bắt đầu. Đấy thì nó sẽ open, nó tự gửi qua một cái tin nhắn luôn, open SMS. Đấy. Thì cái này các bạn gửi đi tin nhắn này nó thành công. Mình thì mình không có gửi bởi vì cái này thì mình đã làm rồi. Thì nếu mà các bạn gửi cái tin nhắn này thành công, gửi lên tổng đài đây, các bạn gọn chọn đúng cái SIM của mình đăng ký, gửi lên tổng đài thành công, thì qua bên ứng dụng Bi á, thì qua ứng dụng Bi thì nó có chữ là successfully ở chỗ này, nó có cái dòng là successfully là đã thành công rồi, là cái bước này đã xong các bạn ha. Thì sau khi chúng ta thành công thì nó giống như cái dòng mật khẩu đây, sau khi các bạn xác minh số điện thoại thành công thì nó có dòng xác minh cho ngay chỗ này là sẽ tích xanh, ngay chỗ chữ xác minh của số điện thoại đó, nó sẽ thành tích xanh. Và nếu mà các bạn xác minh được số điện thoại rồi thì làm ơn không xác minh Facebook giùm mình. Xác minh Facebook, với trường hợp là các bạn không xác minh được số điện thoại thì hãy xác minh Facebook và bảo mật Facebook hai lớp. Và cái bước thứ tư chúng ta đã làm xong là xác minh số điện thoại, và chúng ta bây giờ chuyển về màn hình chính. Đây là màn hình chính. Bây giờ bước thứ năm, tại bộ sẽ chỉ cho mọi người cách tạo ví ha. Tạo ví chúng ta tiếp tục vào ba gạch trên cùng. Chúng ta vào Bi Browser, chọn là đăng nhập vào Bi Browser, chọn Open. Mình là Open đây, rồi các bạn tải về. Rồi chọn mở ra luôn các bạn ha, chọn Yes, chọn cho phép. Trong đây là một cái người ta chúng ta tài bộ chỉ với mọi người cách tạo ví này, thì nó có chữ wallet.bi này. Wallet có nghĩa là ví, chúng ta click vào wallet.bi ha, click vào tạo ví. Rồi đây là cái khai ví này, bạn nhìn thấy ở dưới ở ở trên cái chữ sao chép nó có 24 từ tiếng Anh, gọi là cái cụm khai ví của cái cụm khai ví của tài khoản ví của chúng ta. Các bạn nên nhớ cái này là hiện tại đang test, có nghĩa là cái ví đang giá trị là 0 đồng, nhưng mà sau mainnet các bạn chuyển cái số Bi thực của mình qua ví, có nghĩa nó là một trong những cái ví mà chứa đựng cái tài sản rất quan trọng cho cuộc đời chúng ta. Cho nên làm ơn, cái mật khẩu của tài khoản Bi là một, với lại cái ví này là cái thứ hai mà chúng ta phải bảo đảm nó an toàn tuyệt đối. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn bảo quản cái khai cụm khai ví này đơn giản mà hiệu quả. Các bạn chọn sao chép giùm mình, sau đó các bạn qua tin nhắn, ví dụ như là mình gửi cho má mình đi, má Văn đây, mình gửi qua má đây, và mình gửi tin nhắn qua đây, và gửi tin nhắn một tin nhắn qua má, một tin nhắn qua Zalo cho người thân nhất trong gia đình. Nói chung là các bạn gửi một hoặc hai cái tin nhắn qua SMS qua người thân của gia đình mình, đó là cái thứ nhất. Các bạn gửi một hoặc vài tin nhắn cho người thân của gia đình mình mà bằng Zalo, rồi các bạn lưu trong cái file trong điện thoại của mình. Đó là những cách mà bảo quản an toàn nhất, và sau đây mình sẽ chỉ cụ thể này, mình dán dán qua nghe.
Thì trong đây nó sẽ có từ 1 tới 2, 4, mà đánh số thứ tự là từ Kensett là 1 này, Omic là 2 này, Weather là 3 này, Turn là 4 này. Có nghĩa là nó theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới 24. À, thì mình chọn cái từ 23 là taxi, từ này là mình thấy dễ nhất. Các bạn nhớ nè, chọn từ 23 là taxi đi, mình xóa cái từ 23 này đi. Cái chữ taxi này các bạn ghi ra giấy nha. Mình sẽ ghi ra giấy này, chữ này là chữ taxi này. Mình sẽ xóa cái từ 23 này đi. Có nghĩa là trong đây chỉ còn có 23 từ thôi. 24 từ mình xóa ra để cho đảm bảo an toàn và mình gửi đi. Rồi sau mình gửi là mình sẽ copy. Copy lại, sao chép lại. Các bạn nhớ nghe, các bạn gửi tin nhắn này, rồi các bạn gửi cái tin nhắn này qua Gmail của những người thân nhất trong gia đình, hoặc là gửi Gmail cho chính mình cũng được. Gmail thì nó lưu trữ trên đó, nó cũng tương đối an toàn. Và một là gửi tin nhắn, hai nữa là gửi qua Gmail, kết hợp cùng luôn các bạn nha. Vừa gửi tin nhắn SMS qua những người thân nhất trong gia đình mà tin tưởng nhất, rồi gửi Gmail cũng như vậy, gửi Zalo cũng như vậy. Đó là ba cái nơi mà chúng ta lưu trữ an toàn. Ví dụ như không may một trong những cái điện thoại người thân trong gia đình của chúng ta bị mất, thì cái khai ví này chúng ta vẫn còn lưu trữ, vẫn còn bảo quản ở một cái đại điện thoại khác của người thân trong gia đình của mình, bằng SMS, bằng Zalo hoặc là bằng Gmail. Đó là cách mà các bạn bảo quản cái khai ví của mình với mật khẩu bi của mình an toàn nhất. Không được lưu 24 từ khai ví cùng một vị trí các bạn ha. Các bạn chỉ được lưu 23 từ hoặc 22 từ thôi, còn các bạn tách ra 1 đến 2 từ các bạn lưu trữ chỗ khác cho nó an toàn. Ví dụ như cái từ 23 với mình nó là chữ taxi, thì mình sẽ lưu chữ taxi này số 23 và mình cho người thân của gia đình mình biết là cái vị trí đó là thứ hai là 23 và chữ là chữ taxi. Nếu có điền vô thì điền như thế là nó sẽ vào được cái tài khoản ví. Và mình sau khi mình copy thì mình sẽ về giao diện chính của Bi đây. Mình chọn là mình không sử dụng Face ID, bởi vì sử dụng Face ID thì nó tự động mất rồi. Các bạn nếu mà điện thoại xịn giống mình thì các bạn cứ sử dụng Face ID. Đây mình chỉ với các bạn đơn giản là không sử dụng Face ID nha. Chọn là hiển thị các lựa chọn thay thế. Đấy, chọn sao chép nè. Chúng ta lại chọn sao chép. Chúng ta chọn là tôi đã lưu cụm khôi phục của mình. Đấy, tới đây chúng ta không không dán ra, bởi vì chúng ta dán ra là nó 24 từ mất rồi. Nó 24 từ mình mới copy lại. Chúng ta vào đây, chúng ta copy nó, sao chép đây. Chúng ta dán nó ra. Đây các bạn thấy từ chưa, nó thiếu cái từ taxi ở vị trí 23. Bây giờ mình phải điền lại nó ở vị trí 23, tắt này, taxi. Rồi chúng ta chọn là mở khóa với cụm từ khôi phục ví. Chúng ta chọn Z, chọn sao chép, chọn tiếp tục. Z, no, hủy. Và sau khi mình đã có cái khai đây, đây là cái khóa công khai giống như là cái số tài khoản của mình cho bạn bè người thân của mình để chuyển tiền cho mình đó. Thì đây là cái khóa công khai mà các bạn được quyền công khai cho mọi người hoặc là cả thế giới biết không sao cả. Thì chúng ta chọn sao chép, xong đó là lưu lại. Chúng ta gửi test, tự test số bi này cho chính chúng ta nha. Đây bác, đây là địa chỉ người nhận, là chúng ta tự dán cái địa chỉ này chính chúng ta vào này. Đây là số lượng bi này, chúng ta với 31,4 này, 31,4 này. Chúng ta tự gửi số bi qua cho chính chúng ta vẫn được nha. Chọn gửi. Ok, gửi nè. Rồi sau đó gửi thành công rồi chúng ta đóng nè. Yes. Các bạn vào lịch sử này, nó sẽ có nè, lịch sử giao dịch này. Mình tự gửi cho mình. Này cái mã giao dịch là từ GBK gửi đến GBK, số bi là 31,4 bi. Giờ giao dịch này, giờ giao dịch là giờ UTC. Đây là cái bước này xong các bạn ha. Đấy, bước tạo ví đơn giản rồi đó. Nhưng mà cơ bản trong cái bước tạo ví này, chúng ta lưu lại màn hình chính này. Rồi chúng ta thoát này, đây là Bi Browser thì chúng ta thoát luôn. Lưu lại màn hình chính này. Mình nhắc lại cái bước tạo ví này, bước này là bước cực kỳ quan trọng. Các bạn phải tạo và các bạn phải lưu trữ cái khai ví giống như là cái mật khẩu của tài khoản Bi của chúng ta. Hai cái chúng ta phải lưu trữ tuyệt đối an toàn giùm mình. Và đây là năm bước cơ bản các bạn có thể làm liền ngay bây giờ, và mình hướng dẫn là các bạn cài từ A tới Z xong rồi đó. Còn cái bước thứ sáu là bước tạo vòng tròn bảo mật. Các bạn vào ba gạch trên cùng đây, các bạn vào các vai trò. Thì sau ba phiên đào cái nút cái vô cái dòng thứ hai là cộng tác viên này, contributor này, nó sẽ mở khóa ra. Và sau khi nó mở khóa ở chỗ này thì các bạn sẽ biết cách và click vào và sẽ vào YouTube, kênh YouTube của Tài Bùi để xem cái video mà cách tạo vòng tròn bảo mật cho Bi để mà làm theo hướng dẫn các bạn ha.
Còn bây giờ cái này, bước này nó hiện tại bây giờ nó chưa mở khóa cho nên chưa làm được, thì đại loại là các bạn lúc đó các bạn hãy click vào đây làm, mình sẽ có video cụ thể cho các bạn làm ha. Cái bước thứ sáu là cài vòng tròn bảo mật, là đợi sau 3 phiên đầu chúng ta mới làm được. Và bước thứ bảy KYC có nghĩa là xác minh danh tính bạn là con người thật hay sở hữu tài khoản Bi, thì cái bước này chúng ta sẽ làm nó tầm khoảng tháng 10 đến tháng 11 năm nay, có nghĩa là hơn một tháng nữa, tầm khoảng một tháng nữa là các bạn sẽ làm cái bước này. Có nghĩa là các bạn có hai bước để các bạn làm này. Bước thứ sáu tạo vòng tròn bảo mật là sau 3 phiên đầu nha. Bước thứ bảy là KYC là tháng 10, tháng 11, có nghĩa là tổng cộng chúng ta có 7 bước để tài khoản Bi của chúng ta có thể sử dụng sau mainnet. Và sau khi bà cài Bi xong thành công, các bạn có thể dùng cái mã mời của mình để mà mời những người thân trong gia đình hoặc là bạn bè của mình hoặc là những người ngoài xã hội tham gia cộng đồng Bi bằng cái nút mời đây. Cho ok này. Đấy, chúng ta có thể gửi tin nhắn cho những người trong gia đình của chúng ta đây ha. Rồi. Sau mình đã hướng dẫn các bạn 5 bước trên 7 để tạo một cái tài khoản Bi và những cái điều kiện cần để tài khoản Bi có thể sử dụng sau mainnet. Tổng cộng có 7 điều kiện để tài khoản Bi của bạn có thể sử dụng sau mainnet, mình đã hướng dẫn các bạn 5. Còn cái bước 6 cài vòng tròn bảo mật là sau 3 phiên đào, các bạn sẽ tạo nó sau 3 phiên đào và vào kênh YouTube của Tài Bùi để xem cái video đó các bạn ha. Cái bước thứ 7 là KYC là xác minh danh tính bạn là con người thật đã sở hữu Bi đấy. KYC nó cần một trong những giấy tờ sau các bạn ha. Một trong những giấy tờ sau các bạn nhớ nha. Một là chứng minh nhân dân, hoặc là căn cước công dân, hoặc là bằng lái xe, hoặc là hộ chiếu, là passport đấy. Một trong bốn giấy tờ đây là có thể KYC được rồi. Hiện tại hệ thống đang chấp nhận những người tham gia từ 16 tuổi và có giấy tờ tùy thân trở lên. Còn dưới 16 tuổi thì chưa có thông tin chính thức. Cho nên nếu các bạn cài Bi cho những người dưới 16 tuổi thì chúng ta chỉ cầu vận may 50-50 thôi. Còn cài đặt Bi Network cho những người từ 16 tuổi trở lên là các bạn chắc chắn các bạn sẽ được KYC và các bạn sẽ được sử dụng số Bi sau mainnet. Nếu các bạn đáp ứng đủ điều kiện giống như là mình đã trao đổi đây, có 7 điều kiện mình nhắc lại trước khi mình tắt cái video này thì mình sẽ nhắc lại này. Có 7 điều kiện. Một là tạo tài khoản bằng số điện thoại, ưu tiên tạo bằng số điện thoại. Hai là thay đổi họ tên theo chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, nói chung là giấy tờ tùy thân đấy, và điền địa chỉ mail của mình vào. Nhớ bảo mật mail hai lớp. Bước thứ ba là tạo nút transfer. Bước thứ tư là xác minh số điện thoại. Đã xác minh số điện thoại được rồi thì hy vọng mọi người là không xác minh Facebook. Xác minh số điện thoại không được, chúng ta buộc mới phải xác minh Facebook và bảo mật Facebook hai lớp. 5 là chúng ta tạo ví. 6 là chúng ta cài vòng tròn bảo mật sau 3 phiên đào. 7 là chúng ta KYC ở thời gian là tháng 10, tháng 11 năm 2021. Chúc tất cả các bạn khai thác vui vẻ. Hy vọng rằng các bạn có Bi, các bạn có cơ hội lớn với thay đổi cuộc đời. Và hãy giữ số Bi, ít nhất hãy bán nó tầm khoảng 2023, 2024 trở đi. Nói chung là các bạn giữ số Bi càng lâu thì giá trị tài sản của các bạn có nó sẽ càng lớn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Nhớ like và share và đăng ký kênh của Tài Bùi các bạn nha.